con Kim xin chào buổi trưa tối mọi người. Buổi chiều trời ơi, muốn sáng sáng chiều. Đang làm gì đó? Đang làm đồ tư. Đừng gớp nha không? Đừng gớp nha. Mọi người ơi, bữa nay là làm đồ tư nha mọi người. Bữa nay là ngày chót. Dễ thương Kim làm thơ. Thơ mộng gì đây? Dễ thương Kim làm thơ nè nghe mọi người. Bà ba cho mọi người nghe nha. Mới nãy mà nói bà ba làm sao đó. Bà ba mới mò bông có ngày bể bầu quá bụng bự quá bể một cái bông bụng đó. Lại lại không? Con lan. Con lan lên lầu lên lấy lưỡi lam lên lộn lưỡi liềm le le lưỡi ra la lắng lắng lộn luôn lia lịa luôn 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 lai lẫn 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 lẻ lưng lưng. Hà Nội ấy. Cái đầu ra hay dữ rồi. Em dạy á. Mấy bài thơ đó là em dạy đó. Quá trời, quá đắng. Quá trời, quá đắt luôn. Vậy thì bắt như chè thùng. Xin sáo xuống ruộng, sáo chảo sang sông, con nổi. Xem chảo số, xe sang chỉnh chung, xe sang chỉnh chung, xe chảo xuống chảo, sáo chảo xuống ruộng, sáo chảo thở. Không quên cái thở hả? Trời ơi, quên cái thở chết à. Ai bà kia? Ôi, oh no. Nô. Dù diễn mặt khỏe không nhận. Nô coi. Nô coi. Tao nói nãy tao lấy tiền. Gì à? Đặng tao mua khẩu trang trả anh Châu mà quên hoài. Càng bài gì chở sung thôi mà. Càng bài đi. Như cây bắp nó như cây tùng. Cấm tắt giống nó ngay ba sơn. Cái gì mô bọn ăn dĩ sinh hả? Ừ, mua dĩ sinh trả anh Châu. Để khách hát nó có là nó băng. Hơn tháng nó có mấy lần này. Bà hỏi nó chứ bà hỏi tôi sao tôi biết. Bà hỏi. Dù nó cho mấy tóc qua găm. Lòng nhà vẫn thấy thành tựu. Hỏi nó ra nó thích rồi chuyện hỏi nó ra hỏi nó. Ủa sao nó thích rồi hả? Hỏi nó hơn tháng nó có được mấy lần không biết. Ông nội tào lao không? 200.000 mua được nhiêu bịch chị? Chắc nhiều à. Chắc nhiều à, mình không à. Có một chục à. Bịch 20.000 đó hả? Nó được nhiêu miếng chị ha? Mình có 8 miếng. Cái đó dành làm gì ta? Bịch hỏng. Ờ. Tặng gì theo nữa. Khử mùi. Khử mùi nó, cái này nó quá trời, nó không tắm. Nó nói hả? Nó không tịt đó, nó thức đêm đó. Nhìn chỉ nè, sáng ơi. Sáng ơi, dì theo ơi. Nhớ mua băng nghe. Làm gì? Mua nó làm gì ạ? Mua băng băng. Sáng lại. Cà. Quá trời. Nó đẹp ha. Để đi đừng giọt anh. Thì nè, để nè, hơi chụp hình. Để đi đừng giọt. Để tôi tối cho bà Kim nó lai chim lơ rồi. Lai chim lơ rồi. Bỏ nó xuống mẹ. Bỏ dao xuống luôn. Mỗi cái này là cái này là củ nhân sâm ngàn năm nha mọi người. Ok đây. Đái đi. Xe. Ông ở nhìn bà kìa. Ông nói thói nè bà tàn hình nè. Bà dám cầm bà xe. Xe đẩy câu luôn. Đâu cũ á, nhà mất cửa ha. Mà không ra đâu mấy lần rồi. Anh thấy đầu tiên luôn đó, rồi để nãy giờ đâu rồi. Rồi để vô con cặp. Bữa nay cái ngày nấu cơm. Bữa nay cái ngày nấu cơm nấu cho các bạn có con đĩ nào cho tiền mình lại vài trăm ngàn đô rồi bạn mình xài Tết coi. Con đĩ này không ai cho tiền Tết chứ mày. Tào lao quá ông nội ơi. Hết chửi thì lại nó bớt. Tao nói mày á bạn cho tiền lần lao vậy đâu nữa mình xài Tết. Tào lao. Xin như đủ này chị. Xin 200.000 đô. Chị ha. Chị xin có một lần nè. Xin có một lần thôi, từ từ chi nữa. Ủa vậy hả? Ủa có xin thêm lần nữa hả? 200.000 đô còn được xin thêm lần nữa hả? Gán đi cưng. Gán cho chị một lần đi, chị xin có một lần nè. Mới mốt chị làm thêm lần nữa. À, làm mấy lần? Là hai lần. Nhất ba tam. Nhất ba tam, nhì ba cái, ba lần đi, có mấy tỷ. Mẹ xin ít quá à. 50.000 đô người ta là hơn 1 tỷ rồi đó bà ơi. Bà 200.000 đô là biết bao nhiêu tỷ chưa? Ừ,
200.000 đô chứ có nhiều. 200.000 đô là người ta 4-5 tỷ bạc rồi. Xin có làng rồi. Là. Chị xin đất xịu hả? Gán gán không cho đi. Cánh rồi. Bà nhai gì à? Nhai nhầm con chém hả bà ba? Ăn gì ngủ tôi ăn nha. Ăn chim cho bà không ngủ tôi ăn, bà ăn cu cái bà dành. Bà ba không? Bà chữ nha ông nội. Ăn cu bà dành lắm phô. Tôi biết mà. Ổng nhà kìa. Ổng nhà, kệ ổng chứ. Ổng làm hả? Dạ nó sẽ sạn đẻ cái vú nó thua con này xíu xíu. Đẻ à, hả? Mấy con đẻ hôm qua hả? Ướp với ta chứ mẹ đẻ ướp thế à? Con kia chưa đâu, con kia cái bụng mà đỡ hơn con này, chưa như con này mới đẻ hết cơm ngon. Ông thầy ơi, thầy ca bả hồn lỡ rồi. Hồn lỡ là bị gì mà già thì mày ca coi. Để đợi con lũ là đủ cô lại. Cá trả thứ cho ca nó hồn lỡ chứ sao không có ca trả cho ca hở luôn. Tại có ai ông thầy giáo gì không? Không, ông thầy giáo hả? Gì đó. Thầy giáo gì đó, biết ca gì đó. Bà ba mấy đen cũng đen thù lùi vậy hả bà ba? Trắng. Vậy hả? Sao đẻ mà không thăm cháu gì bà? Trời ơi, lông nó màu đen hay là con lông của bà đó nghe. Bà cười kìa. Bà gắn như cái gì? Tôi biết bà gắn lông bà qua lông con chó đó nghe. Bà đừng có trách tôi, cái cạo của bà không còn cộng. Ông nội. Bà chắc giờ trắng rồi bà. Của bà bạc chưa bà ba? Mấy đứa này khùng á. Của tôi. Của tôi mới nhắm nhắm. Tôi tính mua thuốc gì nhộm. Nó hơi nhắm vỏ rồi. Tào lao không? Làm như dừa chứ. Bà tính thì sao vậy? Mua loại chải một cái đó. Nhiều cái này lắm mùa nó nghe. Cái gì? Cà trắng. Còn ăn ngon có gì đâu. Không đủ nữa. Còn nhiều nước mình cho là bỏ mẹ. Qua ớ dặn nữa rồi. Ông người nay á, ông mới mơ đen chứ nghe. Ở đâu à? Trong cái đường hẻm. Ngày mai em đi vô chỗ mà bách lá xanh với ơi. Cái gì? Ở lộn chỗ mà ông về dưỡng lão lộn. Bữa nay đi phát phụ đi chứ tụi mình một mình với em với mẹ phát hồi sáng này á. Không kịp mi ơi. Chưa trời, trễ quá. Chê. Ô, người ta không phải chê mà người ta không có trễ, người ta không lấy. Tại vì em biết không, hồi sáng nay em với mẹ phát tới 9 giờ mấy mới về đó. Kiểu gì đó hả? Ừ. Có mình mà. Đi sao chậm dữ vậy? Trời ơi, có chị, mình không đi ai lên. Chịu nhận hết á, không ai chịu lấy. Trễ giờ. Tại trễ, người ta có cái tour trước là phát trước á. Trễ giờ, còn mình đi cái ù đó mà đều. Mình chia ra, đó, giờ mình lấy trước. Là xuất phát hết đúng không? Là đường ngựng hướng vậy đó. Là ta ăn kịp, còn này em đi trên chợ úi, chị thấy phát chợ úi hết nhiêu rồi. Rồi vô dựng trưởng lão nữa là hết thời gian nữa rồi. Ba đi câu cá nữa kìa. Ngày mai đi đâu đi đi. Ta đi lên dưỡng lão. Ai đi xuống thuốc nốt đi, ai đi lên dưỡng lão đi. Thì vậy đó. Tới đằng xanh đằng đỏ quẹo qua à, vô được đó. Vô đó cái nằm cặp đó luôn đó. Thấy là để cái bảng tên là gạo lưỡng. Ôi... dưỡng lão hả? Trại nuôi dưỡng trẻ gì người già neo đơn và trẻ mồ côi không ai nuôi dưỡng gì đó. Đó hả? 30 hộp. Hai mấy 30 hộp là được rồi. Người già. Vậy là mới mốt á. Bà Kim.